À, bữa nay ngày 22 tháng 8 nha các bạn. Giờ tôi ra biển thấy chiếc tàu của ai neo đó, tôi tính mượn tạm để nó vượt biên. Vượt biên giờ Mỹ. Rồi máy bay không có bay, máy bay kẹt máy bay rồi. Đó là thấy chiếc tàu này nó để nó ra nó mượn tạm. Đừng có cướp tàu của người ta luôn nha cưng. Tôi tàu có xăng không? chèo tay bơi không nổi về Mỹ. Đẹp quá. Mượn tạm mày nhớ sao giả con. Cái đó là cướp tàu đó cưng ơi. Không có máy bay, nó tính đi tàu. Dễ sợ không? Dữ vậy cưng. Coi nó chơi đừng làm thiệt. Tàu đâu xa quá mà nó cũng bơi vào tải luôn. Thôi xa quá rồi cưng ơi, vô đi cưng ơi. Bữa nay sao ăn sung quá vậy? Ăn hai hộp bánh ướt á nha, bữa nay ăn tới hai hộp bánh ướt luôn á. Hai hộp bánh cuốn á, sung quá. Ô là nó chơi làm thiệt hết anh. Rồi xa quá rồi, tới tàu luôn á. Thôi canh ơi vô đi cưng ơi, chậm nói canh vô đi, đủ rồi, sâu quá rồi, xa quá rồi. Chờ máy bay, không có máy bay, cướp tàu đi về bên Mỹ thôi, chạy về Mỹ. Oh yeah. Sóng to rồi đó cưng ơi. Vợ mình nó tính leo lên nó sâu quá rồi, chậm hết không được rồi đó. Trời ơi, cái thiệt là lên cướp hả? Vợ mình nó leo lên nó cướp tàu nè. Tàu về Mỹ nè, không có tàu về Mỹ nó cướp cái tàu nè. Không có máy bay, nó mượn cái tàu này nó đi đỡ. Thôi,